Thích mê trong một chuyên mục đặc biệt, đó là chúng ta sẽ cùng nhau nói về những câu chuyện ngoài lề về bộ phim Bếp Hát. Không biết các bạn có coi không, nhưng đối với Kelly đây là một bộ phim mà Kelly rất là thích, từ trong cái phần OBB của nó cũng đã rất là dễ thương rồi. Và như hàng tuần thì ngày hôm nay Kelly sẽ mời đến đây một nhân vật đặc biệt. Bật mí một chút nhé. Nhân vật này thì trong tuần trước Kelly và Dustin đã bàn bạc về một câu chuyện tình đơn phương giữa anh chàng Quang Long với Bảo Ngọc. Đó chính là Lớn Nhã. Xin chào anh. Hôm nay thì không biết được mời đến MTV Thích Mê thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Hôm nay rất là vui khi mà đến với chương trình MTV Thích Mê. Và không biết là hôm nay sẽ được hỏi về những cái vấn đề gì trong phim nữa. Kelly thích cái chuyện tình đơn phương đó, nó như thế nào anh? Thật ra thì cái chuyện tình đơn phương này nó là một cái chuyện tình mà gây náo động trong cái bếp Avilo. Tại vì Bảo Ngọc, theo như tất cả các bạn nếu có theo dõi phim thì các bạn cũng biết Bảo Ngọc là một người phụ nữ rất là quyền lực trong bếp, và hầu như không ai dám lại gần Bảo Ngọc hết. Riêng chỉ có mỗi Quang Long là một người khá là liều lĩnh và chai mặt. Khi Lê nghĩ là chắc lại. Là tại vì Quang Long là một trong những nhân vật nấu ăn ngon nhất nhà hàng, bếp trưởng của Avilon, nên bây giờ anh nghĩ cũng có đủ tài để được tiếp cận luôn. Thật ra thì anh chàng Quang Long này là một người tài thì không có nhiều, nhưng mà về cái khoảng tự cao thì có. Cho nên là anh ta tưởng là anh ta có đủ khả năng đến với Ngọc, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Vậy thì anh có thể nói thêm một chút về cái nhân vật của anh khi mà anh nhận vai, anh cảm thấy nó có khó với cái cá tính hàng ngày của anh chẳng hạn? Thật ra nhân vật Quang Long này đối với Nhã thì nó khác hẳn, nó không có giống gì hết. Tính mình thì hơi trầm trầm, không có bung, không có show ra nhiều thứ. Nhưng mà Quang Long này là một người khác hẳn. Quang Long này là một người không có nhưng mà thích show ra mình có. Tức là lại khoái kiểu hay thể hiện chút xíu. Vậy là cái việc mà khi mà anh đóng Bếp Hát á, Kelly thấy rằng là
mọi người thì ai cũng nói rằng đó là một cái kỷ niệm, nó là một cái kinh nghiệm và một cái trải nghiệm rất là vui. Nhưng mà mọi người cũng nói vì cái thời gian làm việc á, hình như Kelly thấy là mọi người còn phải thức khuya, xong rồi ngay ngày hôm sau là phải quay sớm. Vậy thì trong cái thời gian đó anh đã dàn trải cái khoảng thời gian của mình như thế nào? Thật ra nói dàn trải này nó hơi cao siêu quá, nhưng mà khi mà mình là một diễn viên, mình đã tham gia vào một bộ phim thì mình cũng phải chịu đựng cái sự cực khổ của nguyên một đoàn. Thật ra là không riêng gì diễn viên mà tất cả mọi ekip, đặc biệt là những cái anh phía sau hậu trường như là anh ánh sáng hay là phần dàn dựng hiện trường, thì thật ra những cái khâu đó mới là những khâu cực khổ. Khi mà diễn viên đã về rồi thì nhiều khi 1-2 tiếng sau thì người ta mới xong công việc và người ta mới được về. Cho nên là mỗi người đều có công việc riêng của mình, cho nên là chịu khó để hoàn thành tốt bộ phim thôi. Kelly biết anh là top 4 của Việt Nam Idol mùa thứ 3, nhưng mà không biết rằng cơ hội nào hoặc là một cái cơ duyên nào đã mang anh đến với điện ảnh đó. Cái cơ duyên mang Nhã tới điện ảnh là một cái dịp rất là tình cờ. Thì trong năm 2009 Nhã tham gia cuộc thi Nốt Nhạc Ngôi Sao bên đài truyền hình, và năm đó rất là may là mình giành được giải nhì và tham gia bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và bộ phim đó cũng là bộ phim đầu tiên với mình chạm ngõ điện ảnh. Và sau đó thì mọi người biết tới mình nhiều hơn chút xíu và mình nhận được một số lời mời phim khác. Vậy thì trước khi mà anh đến với hát, anh đã đóng một bộ phim nào dài tập và nó giống như là phim truyền hình như vậy chưa? Đa Nhã chỉ đóng mới có tính luôn phim với hát thì chỉ có 3 phim thôi. Là cái phim thứ gì là phim truyền hình Vết Xước. Nó có một cái cơ duyên mà Nhã nghĩ là mình cũng rất là may mắn, đó là cả 3 phim mình tham gia đều là phim ca nhạc. Vậy là vừa là ca sĩ mà lại còn được đóng phim âm nhạc thì chắc hẳn là như là cá gặp nước đúng không? Anh sẽ không gặp nhiều khó khăn trong vấn đề giống như là thủ vai của mình. Cũng có thể là mình sẽ thoải mái trong cái phần mà mình hát. Nhưng mà các bạn cũng biết là khi mà phim thì những cái phần mà mình hát á, thì sẽ thu trong phòng thu, thì lúc đó mình thoải mái lắm, không có vấn đề gì. Nhưng mà riêng về cái phần diễn xuất ở trên phim trường mà lúc mà chuyển cảnh hay là những cái gì thì thật ra nó vẫn làm khó mình như thường đó, chứ nó không có như như Kelly nghĩ là giống như cá gặp nước đâu. Thật ra nó cũng hơi mắc cạn chút xíu. Rất là cảm ơn anh Lân Nhã, và ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc một chút trước khi mà còn những cái cuộc trò chuyện vui hơn với anh Lân Nhã. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Và tôi như đang bay, giấc mơ sao dịu êm tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm. Trao cho nhau giây phút khát khao hát
cho tình yêu. Xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm một giây còn mãi. Cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Xin cảm ơn tình yêu, xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta một cô đơn với riêng mình. Và rồi nhiều lúc đón nắng ban mai đôi với anh vương rộng và lặng thầm rồi nghĩ suy anh như cất cành bay. Và rồi anh kêu lên theo cơn gió, what's going on? Và thét gào yeah 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 yeah, ta thét gào what's going on? Và thét gào yeah 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 yeah, ta thét gào what's going on? 25 năm ôi tuổi xanh trôi mãi, em như mê man tìm kiếm mãi cho chính mình, hy vọng nhiều rồi hão huyền.
Chào các bạn đã quay trở lại với MTV Thích Mê cùng với Kaylee và khách mời đặc biệt đó là anh Linh Nhã trong bộ phim Bếp Hát. Và ngay giờ đây thì Kaylee đang có một câu hỏi dành cho anh, đó là bài What's Up. Bài What's Up là một trong những bài mà nó rất là cổ điển rồi, nhưng mà Kaylee lại yêu thích cái ca khúc đó. Vậy thì không biết trong cái quá trình mà anh tập hát bài này, anh có thấy nó hơi khó không? Thật ra bài What's Up này cũng là một bài mà Nhã rất là yêu thích, nhưng mà không bao giờ nhớ tên. Khi mà cái giai điệu nó cất lên thì các bạn cũng biết là bài này nó rất là kinh điển. Và trong bộ phim Bếp Hát thì có hai bài, hai ca khúc nước ngoài mà Nhã rất là thích, đó là ca khúc What's Up này và ca khúc Last Christmas. Đó là hai ca khúc mà rất là thích. Chắc tại vì có anh đúng không? Không, mình có cũng mặt cũng nhiều lắm, mình làm nền nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là hai ca khúc này mình rất là thích. Tại vì xuất hiện nhiều đúng không? Không, nó hợp với mình. Cứ nhảy vô họng hoài. Cái ca khúc What's Up này nó có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với Nhã trong cái lúc đi thu, đó là khi mà mình thu trong phòng thu thì đầu tiên cái bản này đưa cho tất cả diễn viên thì cái tông nó rất là cao. Thì Nhã là được cái người hình như là thu đầu tiên bài này, cho nên là thấy ca khúc này cao quá, cho nên là nói với lại bên anh Đức Trí cũng như là bên Music Face giảm xuống chút xíu, giảm xuống hình như là nửa tông hay một tông gì đó, thì mình hát mới cảm thấy vừa. Khi mà quay thì ca khúc này có một cái điểm mà Nhã nhớ là chỉ anh Danny chỉ cho mình nhìn về một hướng và máy thì quay ngang qua mặt mình nhìn về một hướng. Đó là một điểm mà Nhã rất là nhớ trong ca khúc này. Là có nghĩa là anh chỉ nhìn một hướng mà quay máy thì tạt qua mặt mình. Xong máy làm cái gì thì đó là mình không, biết cái máy nằm ở đâu á. Đại khái là mình nhìn ở mỗi chỗ nó bâng quơ á. Anh có thấy là có điều gì mà khó khăn nhất đối với anh? Nhã nghĩ là điều khó khăn nhất trong cái khi mà quay bộ phim Bếp Hát này đối với mình là cái khúc mà cái phần mà chuyển tâm lý từ cái chỗ mà diễn qua cái chỗ hát á. Thì cái giai đoạn mà chuyển tâm lý từ cái chỗ diễn qua chỗ quay cái MV nó là cái chỗ mà khó nhất. Tại vì nó từ một câu thoại xong nó chuyển qua cái phần hát thì mình phải cái tâm lý mình phải một là tăng lên, hai là đau xuống cho nó vừa phải với lại cái lúc đầu mình quay cái clip. Mà thường thì cái buổi quay clip là một buổi khác, còn cái buổi quay câu chuyện là một buổi khác, cho nên là cái tâm lý nó phải nhớ để chuyển. Có một lần á, khi mà chị Tú Vi và anh Văn Năng quay ở bên MTV Thích Mê thì Kaylee có nhớ chị Tú Vi kể một câu chuyện, một kỷ niệm đối với anh. Đó là khi mà quay cho một cái MV ca nhạc á, thì anh có nâng chị Tú Vi lên. Xong rồi lúc đó chị Tú Vi kêu là không biết tại sao trang điểm sao lúc mà anh hạ xuống thì thấy toàn phấn ở trên cái phần này. Vậy là cái đó là như thế nào hả anh? Thật ra là trong cái lúc quay MV thì Nhã không chỉ có một lần bê Tú Vi đâu, mà Nhã bê Tú Vi rất là nhiều lần. Không biết sao là mình được giao trọng trách bê Vi nhiều lắm. Cái lần đó là cái lần mà quay trong bếp. Thì có cái đoạn là bế Tú Vi lên cao như vậy, xong rồi sẽ có một cái khúc tuột xuống như vậy. Tuột xuống như vậy xong rồi ôm như vậy để quay nguyên vòng. Thì thật ra là mình vô tình không để ý lắm, nhưng mà khi mà mình ôm như vậy, mình giữ như vậy thì mình quay một vòng xong rồi thả xuống thì nhìn lại phần này của Vi thì thấy phấn không à. Xong rồi Vi nhìn lại mặt của mình thì thấy ủa sao mặt anh mất rồi, xong nói chắc nó trên đây nè. Vô tình mà nhiều khi người khác nhìn vô thấy cố tình. Có nghĩa là khi kéo xuống thì vô tình là bị dính phấn, tại vì lúc mà quay thì mình vẫn phải tập trung vào mình rồi. Quay còn mình không biết, cho nên là không có nhớ được, không có để ý được, xong rồi mới thấy, xong rồi ra phải đánh phấn lại chút. Cái đó là cái kỷ niệm của chị Tú Vi. Về kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong quá trình quay Bếp Hát là một sự việc gì? Kỷ niệm mà Nhã nhớ nhất trong lúc quay Bếp Hát là cái cảnh nụ hôn với Bảo Ngọc. Thì lúc quay cái cảnh nụ hôn thì khi mà quay xong cái lúc đó Nhã nhớ là cái máy quay nó để như vậy thì cái nụ hôn từ bên đây đi qua bên đây là hết, nhưng mà lúc đó thì Nhã không biết trước là nó sẽ như thế nào, cho nên là mình cứ tưởng là diễn luôn thì máy quay đi theo mình, cho nên là mình vẫn làm bình thường, tức là vẫn kéo dài qua tới khung thì vẫn hung bình thường này nọ. Xong tự nhiên cái vừa xong cái thấy bạn My quay qua mình rất là chưng hửng, và hình như là My hay Vi gì vẫn còn giữ cái clip đó, thì cái khuôn mặt của mình rất là mắc cười, đó là không hiểu tại sao nó lại kết thúc như vậy. Là cái lúc đó là có nghĩa là do máy quay như vậy nên anh không tức biết là mình nó đang chứ... diễn rất là bình thường, mình đang cảm xúc đang bình thường như vậy, xong tự nhiên cái làm cái cụp cái ủa đâu rồi. Cái cơ mặt lúc đó là cái cơ mặt khi mà mình đang hung mà mình bị bỏ đó.
là giống như là kiểu đại khái là con mèo đang ngồi ăn một cái dĩa mỡ mà bị giật dĩa mỡ đi, mặt nó làm sao là đại khái mặt cũng tựa tựa vậy đó. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng mà Kelly muốn hỏi anh, thì trong bộ phim Bếp Hát sau khi mà hoàn thành và anh coi thành quả thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào? Bộ phim Bếp Hát là một bộ phim theo cái thể loại quay rất là mới đối với Việt Nam, và lúc quay thì Nhã cũng không lường trước được là nó sẽ như thế nào, và đến lúc thành quả nó sẽ như thế nào. Khi mình coi được cái thành quả ngay tập 1 thì mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhõm. Tức là mình gạt được cái lo trong lòng mình đi, tức là mình thấy cũng ok. Nhưng mà sau bộ phim này thì mình cũng rút được khá là nhiều cái kinh nghiệm. Tức là mặt mình thì khi mà hát hay là khi mà tập trung thì nó hơi bị nhăn và mình không để ý nhiều. Nhưng mà khi mà lên phim thì những cái phần đó là lại không đẹp. Cho nên là Nhã sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho những bộ phim sau, cũng như là hay là những cái MV này nọ, khi mà mình quay thì mình đại khái là mình tiết chế bớt lại, đừng có nhăn nhiếc quá thì nó sẽ lên hình nó không được đẹp. Vai chính của anh Lân Ngải trong bộ phim đó là bếp trưởng của nhà hàng Avilon. Vậy thì không biết so với ngoài đời thì anh có một cái gu ẩm thực của anh như thế nào, và anh có biết nấu món gì ngon nhất? Cấm mì tôm nha, cái đó là không có tính nha. Thật ra là Nhã là vai bếp chính trong nhà hàng Avilon. Thật ra anh chàng Quang Long này hồi nãy Nhã có nói là không có giỏi nhưng mà lại tự cho mình giỏi. Nhưng mà sau trong cái phim này thì Nhã đã được học một vài cái, giống như là mình xào nấu cho nó bung lửa bung khói lên, thì nó là một vài cái mà mình biết được khi mà quay phim. Hầu như là những cái cảnh mà quay khó, quay lửa này nọ mà xèo trong phim là Nhã tự làm. Cho nên là mình học được cái đó. Đó là một cái rất là hay mình học được. Còn ở ngoài thì cái gu ẩm thực của Nhã cũng rất là đơn giản, tức là ăn gì cũng được hết, thoải mái lắm, là rất là dễ nuôi. Ngày hôm nay thì Kelly rất là vui khi mà được ngồi nói chuyện với anh Lân Ngã để được chia sẻ thêm một góc độ khác của bộ phim Bếp Hát. Và Kelly cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ đón xem bộ phim này vào lúc 21:15 trên kênh VTV3 nhé. Rất là vui khi được ngồi đây nói chuyện cùng với Kelly và nói chuyện về bộ phim Bếp Hát mình đã tham gia. Thì cũng rất là mong là các bạn khán giả sẽ xem phim nhiều, cũng như là góp ý cho các diễn viên hoặc là phim này nọ để mọi người tốt hơn, cũng như là ủng hộ cho sự nghiệp của mọi người trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
càng yêu nhau say đắm. Chung đôi trên lối về.